tất cả các nước như là 8 tiếng một ngày. Nếu như mình muốn làm nó sẽ chia làm nhiều ca, và ca có thể là 2 ca, 3 ca. Mỗi ca là 8 tiếng, trong 8 tiếng 4 tiếng sẽ được nghỉ. Không có lời thì chị em cần biết giới thiệu bản thân rồi việc may này là mình làm theo sao đi làm cái chuyện tự nhiên được bỏ rồi. Ăn ở đâu?
thôi. Người tôi ai cũng có một dấu sống bên ngoài, cuộc sống quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy. Hôm nay tôi trở về, lòng chợt vui thấy sống không xa. Các bạn nhá, con kể sông vẫn in màu mây, vẫn khi vơi đầy, vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu. Và từng đêm hát ru đôi bờ, ai cũng có một dòng sông riêng mình. Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát, con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà. Khi hờn ghen chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy. Ôi những con thuyền giấy, những năm tuổi thơ đã đi về đâu để mình tôi nhớ nhung bây giờ. Thì cái người tiêu biểu mà khi cha mẹ mất đi không ạ,
nghe di chúc với xưng đế là Lê Trung Hoan này, chưa kịp lễ trời lễ đất để nhập thiên tử thì ông em thứ năm con của bốn bà đã cho người đẻ vào cung giết anh để cướp ngôi. Sau đó anh không còn thì bây giờ em bắt đầu với xưng đế. Nhưng các bác các chị ơi, đạo Phật đã dạy rồi, ở ác thì lại gặp những cái điều không hay, mà đã gieo ra gió thì phải nhận bão lớn. Mắc cơn bệnh thoái Lê, là con của Lê Đại Hành này, này. Yeah.